Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Đây là nơi mình chia sẻ về hành trình học đan móc cũng như làm ti tỉ thứ đồ handmade khác. Và ở video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình vẫn thường hay sử dụng để có thể block sản phẩm đan. Thì sau khi đan, đối với một số họa tiết, mình sẽ tiến hành block để cho nó nổi rõ họa tiết hơn. Như mình đang quay cho các bạn xem đây. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chậu nước. Bây giờ mình sẽ hòa xà bông vào để có thể ngâm cái mảnh áo thân trước thân sau của mình. Sau đó mình sẽ tiến hành đi block. Các bạn có thể sử dụng nước giặt dành cho em bé, sữa tắm của em bé. Ở đây thì mình sử dụng nước giặt dành cho em bé loại này. Giờ mình sẽ hòa xà bông vào, sau đó ngâm cái mảnh áo của mình. Mình sẽ đổ một lượng xà bông vừa phải, sau đó khuấy nước lên để hòa tan xà bông với lại nước. Giờ mình sẽ lấy cái miếng để ngâm vào. Các bạn bỏ cái mảnh thân trước thân sau mà mình đã đan vào ngâm. Các bạn sẽ làm cho nó ngấm đều. Sau khi các bạn cho cái mảnh thân trước thân sau mà mình đã đan vào chậu xà bông thì các bạn sẽ ấn nó xuống để cho nó ngấm hết toàn bộ xà bông vào trong áo. Các bạn ngâm áo khoảng 10 phút, tầm 10 phút. Sau đó thì mình sẽ tiến hành xả sạch xà bông trên áo. Sau khi ngâm xong thì các bạn sẽ xả sạch với nước. Và lúc mà mình vắt á, mình sẽ bóp như thế này. Các bạn bóp như thế này để cho nó ráo nước. Các bạn đừng vắt nhé. Các bạn đừng có xoắn tròn lên lại như thế này để vắt. Các bạn đừng xoắn lại như này vắt, mà các bạn bóp. Các bạn nắm lên trong tay á, các bạn bóp như thế này để cho nó ráo bớt nước. Sau khi nó ráo bớt nước rồi thì mình sẽ tiến hành quấn cái miếng này vào trong khăn khô để cho nó ráo hoàn toàn nước. Sau khi vắt xong thì các bạn sẽ trải cái khăn ra và để cái miếng áo của mình lên như thế này. Giờ thì mình sẽ tiến hành quấn. Quấn cái khăn cuộn tròn với lại cái mảnh áo để cho nó ráo bớt nước. Sau đó mình sẽ đặt lên trên cái thảm xốp để block. Mình đã cuộn tròn cái miếng áo vào bên trong khăn như thế này. Để một lúc để cho khăn nó hút hết nước ở trong áo, sau đó mình sẽ tiến hành block. Các bạn có thể mua cái miếng xốp này ở cửa hàng bán đồ chơi của trẻ em á. Loại của mình mua là 4 miếng xốp lớn, còn có cái loại là miếng xốp nhỏ nữa. Các bạn cũng nhớ chuẩn bị ghim để mình có thể cố định sản phẩm. Kim thì các bạn có thể mua ở cửa hàng bán phụ liệu may mặc á. Cái loại kim đầu có đầu tròn, kim đầu tròn như này. Mình đổ ra để cho các bạn có thể nhìn rõ. Sau khi quấn khăn xong, các bạn trải cái miếng áo của mình ra thảm xốp như thế này. Giờ mình sẽ sử dụng ghim để cố định cái miếng này xuống với thảm xốp. Mình sẽ cố định các góc. Ví dụ như ở đây là mình sẽ cố định ở vị trí này trước. Qua bên này, các bạn cố định ở vị trí này. Sau đó mình sẽ tiến hành cố định lên các vị trí này, hai cầu vai bên này. Mình sẽ tiến hành cố định những vị trí này trước. Sau đó mình mới bắt đầu sử dụng ghim để trải dàn đều lên trên các cạnh ở hai bên sườn, ở nách, ở cổ áo. Các bạn sẽ sử dụng ghim. Các bạn đính chặt xuống như thế này. Tiếp theo, ở góc bên này, các bạn cũng đính xuống. Cái lúc mà các bạn trải cái miếng áo của các bạn đừng cố dùng tay để giãn nó ra. Các bạn trải một cách tự nhiên nhất để cho các họa tiết nó có thể thẳng ra như thế này. Nó thẳng ra nhưng nó sẽ không bị giãn quá.
Tiếp theo, ở vị trí góc trên này, các bạn cũng đâm kim giữ lại. Các bạn sẽ thực hiện ở các góc trước, sau đó mình mới dàn đều. Mình đã cắm xong ở các góc, bây giờ mình sẽ sử dụng kim để cắm dàn đều. Các bạn sử dụng, mình hay gọi cái này là ghim, mà thực ra nó là kim. Kim mỗi tội là không có cái phần đuôi để xỏ chỉ thôi. Cho nên trong video có lúc mình nói là kim, có lúc mình nói là ghim thì các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn thực hiện dọc theo hai bên lai, sau đó là cái phần ống nách và phần cổ áo. Sau khi các bạn ghim ở tất cả các sườn của phần thân áo thì mình sẽ có một miếng sản phẩm như thế này. Các bạn sẽ để khô tự nhiên. Đến khi nào nó khô thì các bạn sẽ tháo ra và sẽ tiến hành khâu hoàn thiện sản phẩm. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn xong về cách block sản phẩm đan một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Hy vọng video sẽ có ích đối với các bạn. Mình có để địa chỉ trang Facebook cũng như Instagram ở bên dưới phần mô tả. Các bạn cùng kết nối với mình để chia sẻ nhiều hơn nữa về hành trình học đan móc cũng như làm ti tỉ thứ đồ handmade khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye!